So sánh hai cây vượt Babolat Pure Aero Refe và Pure Aero Refe 2023, điều phân biệt đầu tiên là phiên bản Refe 2023 nặng hơn phiên bản cũ, có balance cân bằng đầu và kiểu dây mở giúp mang lại tốc độ tuyệt vời trong khi vẫn duy trì lực và độ xoáy bóng. Được phát triển dựa trên lối đánh của tay vợt người Tây Ban Nha, Pure Aero Refe 2023 mang đến độ xoáy và sức mạnh tối ưu cho một quả bóng. Đây là một vũ khí hoàn hảo để tạo xoáy, thực hiện những cú đánh linh hoạt từ cuối sân và trên lưới. Tuy nhiên, cây vợt vẫn giữ được sự ổn định nhờ sự cân bằng mà khung vợt mang lại. Nếu bạn cần tìm một cây vợt sức mạnh và luôn mang lại những cú đánh ổn định thì đây là cây vợt mà bạn đang tìm.